Dạ vâng, hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Hyundai Venla có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.4, xe đẹp xuất sắc. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Tích hợp bàn phím chia bô lăng thì rất là đẹp luôn, trang bị túi khí đầy đủ luôn. Đấy, túi khí đầy đủ các bác nhá, bô lăng ba chấu rất là đẹp. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, trần của nó là trần nỉ nguyên bản theo xe. Vâng, trần nỉ nguyên bản theo xe, động cơ 1.4. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe đang tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Đó là một mẫu xe Hyundai Venla, sản xuất 2008, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Vâng, chỉ có hơn 100 triệu đồng, 168 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe nhập khẩu nguyên trước mang biển kiểm soát Thái Nguyên 20A110414 các bác nhá. Đấy, sơn si thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Vâng, đó là một mẫu xe nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, Hyundai Venla. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt các bác nhá. Đây là phần la răng đúc về, la răng đúc 4 bánh các bác nhá. Lốp dép thì còn khá là ô sờ kê luôn. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn này. Đấy, xe đẹp xuất sắc. Đấy, không taxi, không dịch vụ các bác nhá, không khoa đục. Đăng kiểm của em nó còn đến tháng 6 năm 2022. Vâng, tháng 6 năm 2022. Nội thất đây, ghế da thì mới tinh tình tình các bác nhá. Ghế da mới tinh luôn. Đấy, màn hình đầy đủ. Đấy, màn hình đầy đủ, động cơ 1.4. Hệ thống táp ly cánh cửa. Vâng, của đằng trước bên phụ các bác này. Đấy, táp ly cánh cửa rất đẹp luôn. Phần bệ bậc lên xuống này. Đấy, tất cả những ốc bác bản nè. Đó, khung cánh cửa các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống khung cánh cửa này, keo chỉ của xe. Đấy, rất đẹp luôn. Phần bệ bậc lên xuống này. Đấy, ốc bác bản nề cánh cửa các bác nhá, chưa hề động đến ca lê mở lết. Hệ thống cột kèo của xe. Đấy, cam kết các bác là cột kèo zin. Vâng, cột kèo zin các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, không đâm xô, không tai nạn nặng. Đấy, xe tư nhân gia đình sử dụng, biển kiểm soát Thái Nguyên, với giá tiền 168 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhá. Đấy, nội thất thì ghế da mới tinh rồi, các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, chỉ việc đổ xăng sử dụng các bác nhá. Đấy, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày, đồ đạc của thằng Hyundai thì rất là dễ thay thế luôn. Đấy, dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là ổn định các bác nhá, rất là lành luôn. Tất cả hệ thống cột kèo của xe vẫn còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Khung cánh cửa các bác này. Đấy, tất cả hệ thống khung cánh cửa này. Đó, không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Táp ly này, táp ly cánh cửa các bác xem này. Đó, rất là đẹp luôn. Led như là soli các bác nhá. Đấy, led như là soli luôn. Keo chỉ này, keo chỉ zin đều tấp tắp các bác nhá. Keo chỉ zin đều tấp tắp luôn. Đó. Phần quả lốp của đằng sau bên phụ các bác này. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Hệ thống cua lốp này. Đó, không hề có hiện tượng mục mọt quá nha. La răng đúc 4 bánh luôn. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, sơn si màu bạc xịn sò. Đấy, đó là một mẫu xe Hyundai Venla, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đấy, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Hệ thống đèn phanh của xe này. Đấy, đèn phanh các bác nhá. Cặp đèn phanh của nó rất là đẹp luôn. Sau đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Đấy, gầm bệ của xe các bác nhá. Gầm bệ rất là chắc chắn luôn các bác này. Đấy, máy gầm thì đại chất luôn. Đấy, máy gầm đại chất, tôn số ngọt. Đấy, đây là phần hệ thống quả lốp. Đấy, quả lốp của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Tất cả hệ thống cua lốp này. Đó, không hề có hiện tượng mục mọt đâu nhá. Phần táp ly cánh cửa đây. Táp ly của cánh cửa của đằng sau
bên lái các bác nhá. Đấy, táp ly của nó này rất đẹp luôn. Đấy, tất cả hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Đấy, khung cánh cửa này. Đó, rất là đẹp luôn. Ốc ác bản này. Đó, phần bậc lên xuống. Hệ thống cột kèo và đinh tán của xe. Đó, zin nguyên bản các bác nhá, zin nguyên bản luôn. Đấy, một mẫu xe Hyundai Venla nhập khẩu nguyên chiếc. Động cơ 1.4. Vâng, động cơ chỉ có 1.4 thôi. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống cốp sau xe cho các bác xem nhá. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác này. Bản sedan hai đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi luôn. Đấy, rất là rộng rãi các bác nhá. Các bác mua về thì đi về quê hoặc đi du lịch thì khá là ok này. Tất cả những hệ thống đinh tán này. Đấy, hai bên các bác nhá. Đó, đều tắp tắp luôn. Tổng quan của lóc cốp này. Đó, tất cả các lỗ của nó này tròn, không hề có hiện tượng móc méo các bác nhá. Không hề móc méo luôn. Đấy, còn đây là phần hệ thống sàn của xe này. Đấy, các bác xem sàn của nó này. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào. Đấy, kích tròng đầy đủ các bác nhá, kích tròng đầy đủ luôn. Đấy, tư nhân chính chủ biển Thái Nguyên 20A, màn hình cam lùi đầy đủ. Đấy, một mẫu xe Hyundai Venla phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Sau đây em sẽ đi sâu bên trong nội thất cho các bác xem nhá. Và sau đây em sẽ lổ máy lên các bác này. Đấy, máy thì đề nhẹ cái lỗ ngay các bác nhá. Búng cái lỗ ngay luôn. Hệ thống xi nhan báo rẽ hoạt động rất là trơn tru. Đấy, phun nước và gạt mưa. Đấy, phun nước gạt mưa các bác nhá. Phần kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đó, rất là trơn tru luôn. Đấy, các bác xem trần nỉ của nó rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, trần nỉ rất là đẹp luôn các bác nhá. Chắn nắng này. Đấy, mở ra thì có cả gương trang điểm luôn các bác này. Đấy, gương chiếu hậu các bác nhá. Đấy, màn hình này. Đấy, sau đây em sẽ vào số lùi xem là con này đã có cam được không, còn sử dụng được không các bác nhá. Đấy, vào số lùi thì đây. Đấy, có cả camera lùi đầy đủ luôn. Đấy, camera lùi đầy đủ luôn. Bàn phím tích hợp trên vô lăng. Đấy, tích hợp bàn phím trên vô lăng các bác nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp. Gương điện này. Đấy, gương chỉnh điện các bác nhá. Hoạt động rất là trơn tru. Đấy, máy gầm thì lại chất luôn. Máy số ngon. Hệ thống táp lô của xe. Đấy, đã được trang bị tượng Phật Di Lặc các bác nhá. Đấy, trên táp lô luôn. Đấy, điều hòa rất là mát. Côn số thì ngọt ngào. Đấy, sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Venla nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Động cơ 1.4 mang phiên bản số sàn với giá tiền 168 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Venla phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Máy đang nổ luôn này. Đấy, máy lổ rất là êm luôn. Đấy, máy lổ rất là êm luôn nhá. Hệ thống cũng giảm sóc này. Đấy, tất cả lắp cabo ốc lát chưa hề động đến ca lê một lết luôn. Keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ zin, máy số ngon, gầm bệ chắc, côn số ngon. Đấy, mà giá tiền chỉ có 168 triệu đồng thôi. Đấy, máy lổ rất là êm, máy con này chưa hạ các bác nhá, máy vẫn chưa hạ vẫn còn zin luôn các bác này. Đấy, máy chưa hạ các bác nhá, máy lổ giòn tan. Đấy, máy zin luôn. Đấy, tất cả hệ thống của xe này rất là ngon luôn các bác nhá. Máy thì rất là chất luôn. Các bác nghe tiếng máy thì rất là tròn các bác nhá, rất là tròn tiếng luôn. Đấy, máy lổ thì
Đấy, không có một chút hơi thừa nào các bác nhá. Máy nở không có một chút hơi thừa nào các bác này. Đấy, máy rất là ngon luôn các bác nhá. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Giá tiền chỉ có 168 triệu đồng. Vâng, 168 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên trước, động cơ 1.4, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Đây là phần hệ thống của lắp cabo này. Đó, tất cả của lắp cabo các bác nhá, tất cả các lỗ của nó này. Đấy, tròn zin nguyên bản luôn, keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ zin. Vâng, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe nhập khẩu Hyundai Venna hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Đấy, hệ thống đèn pha này. Đấy, hai cặp đèn pha các bác nhá. Đấy, vẫn còn nguyên bản theo xe luôn. Đấy, nguyên bản theo xe các bác nhá. Đèn pha, đèn gầm đầy đủ luôn. Đấy, tư nhân chính chủ biển Thái Nguyên. Máy móc thì không hề có một chút gì dầu nào. Đấy, không hề có một chút gì dầu nào các bác nhá. Tổng quan động cơ khoang máy này. Đấy, máy lổ rất là êm. Vâng, máy lổ giòn tan luôn. Đấy, động cơ 1.4 thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 6 lít xăng. 6 lít xăng trên 100 cây số thôi. Đó, một mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên trước hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.